Xin chào các anh chị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái vấn đề như sau. Ở đây thì có một anh hỏi em rằng là nãy anh chỉnh sửa trên phần data mà nhấn nhầm nó xóa mất phần công thức của bảng khách hàng. Sáng giờ mình làm thì có cách nào lấy lại cái bảng lúc trưa không em? Thì ở đây thì tôi sẽ làm video để hướng dẫn cho các bạn như sau. Chúng ta sẽ cùng đi vào ví dụ các bạn nhé. Ok, đây. Chúng ta có một cái data như này. Thì ví dụ như ở đây thì cái bảng hiển thị này nó có một cái công thức như này chẳng hạn đi. Thì thường các bạn sẽ bị lỗi là như nào? Vào đây xóa tôi không nói nhé, đây là cái lỗi nó có sơ đẳng rồi. Nhưng thường chúng ta sẽ bị lỗi khi mà chúng ta chỉnh sửa cái tên ở đây này. Thay vì ở đây hiển thị tôi chỉnh sửa nó thành label đi nhé. Label. Ok. Và khi chúng ta load regen lại ở đây. Thì cái bảng này nó mất cái công thức đúng không ạ? Đây, cái cột này nó mất công thức vì nó đổi tên rồi, nó nhận diện đây là một cột khác thì nó mất rồi. Thế bây giờ làm sao chúng ta ghi lại cái công thức, lấy lại được cái công thức? Thì các bạn sẽ vào cái phần manage này, phần version này. Các bạn chọn là version history, get version history. Ở đây đây chính là cái mà chúng ta vừa mới làm này. Ok, chúng ta vào cái, chọn những cái version cũ của chúng ta ấy. Nên ví dụ tôi chọn view cái phần này. Ok, rồi. Ở đây nó có cột tài sản như này. Chúng ta copy câu lệnh này. Rồi, chúng ta trả về công thức cho nó ở đây. Như này. Ok, như vậy là xong. Rồi, từ cái này chúng ta có ứng dụng gì? Ở đây ấy, chúng ta sẽ có một cái nút này. Copy app này. Cái bản cũ chúng ta muốn copy thành một app mới. Ok. Cái này chúng ta muốn vào manage này, phần version này. Nó sẽ hỏi là restore make this version current, tức là khi mà các chúng ta bấm vào đấy nó sẽ trở thành cái phiên bản mới nhất của app chúng ta, nó thay thế cho cái phiên bản này. Đó, thì các bạn lưu ý về ứng dụng của cái phần này các bạn nhé. Ok, rồi một cái ý nữa đó là bây giờ khi mà chúng ta đổi tên ấy thì làm sao để cho nó không mất cái câu lệnh này, để chúng ta không phải mất công làm những cái bước như lúc nãy ấy. Thì cách làm như sau các bạn nhé. Đầu tiên này, các bạn sẽ đổi tên ở trên này, các bạn đổi thành hiển thị này. Sau đó thì các bạn mới đổi tên trên này. Ok. Nếu làm như này không có gì thay đổi cả, câu lệnh của chúng ta nó không mất, không bị làm sao hết. Thì đó là toàn bộ cái ứng dụng của cái tính năng đó là kiểm soát cái version history. Nếu như các bạn còn cái câu hỏi nào nữa thì hãy tham gia group đặt câu hỏi và tôi sẽ làm video hướng dẫn các bạn nhé. Và đừng quên là trên kênh của tôi thì có cung cấp hai cái hình thức để các bạn có thể học AppSheet một cách dễ dàng. Đó là khóa học thì sẽ từ cơ bản đến nâng cao, học qua Google Meet thì sẽ tổ chức định kỳ vào thứ ba và thứ sáu lúc 8 giờ tối hàng tuần. Và khai giảng thì thường thường sẽ là đầu tháng. Và hình thức học số 2 đó là anh chị hoàn toàn có thể học kèm 1 vs 1 với công. Thì với chi phí nó cũng sẽ rất phải chăng thôi. Và anh chị hoàn toàn có thể tự chủ về thời gian cũng như là nội dung để có thể học cùng với công được. Cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong video tiếp theo. Xin chào.